Xin chào tất cả quý vị. Như quý vị đã biết là chúng ta ai cũng thế thôi, ở cái độ tuổi ngoài 30 trở ra thì cơ thể của chúng ta, sức khỏe của chúng ta bị sa sút và bị suy giảm rất là nhiều. Và mặc dù chúng ta đã ăn uống rồi tập luyện theo một cái chế độ mà rất là nghiêm ngặt, ví dụ như Trà My cũng thế thôi, Trà My rất là tuân thủ theo cái chế độ ăn uống rồi tập luyện hàng ngày, nhưng mà bệnh nó đến thì nó vẫn cứ đến. Chính vì thế hôm nay My muốn lên đây để chia sẻ với các bạn về những lo lắng của mình trong những cái thời gian vừa qua. My bị những cái triệu chứng, những cái biểu hiện ví dụ như tức ngực này, khó thở này, rồi thì thậm chí là hay đi tiểu đêm hoặc là hay đi tiểu rất là nhiều lần, thì mình cũng rất là lo lắm, không biết làm sao là mình bị những cái triệu chứng như thế, thậm chí chân tay còn bị tê bì nữa. Thì My đã đến cái cơ sở y tế để khám bệnh thì các bác sĩ đã kết luận rằng là My bị tiểu đường do di truyền. Do di truyền của bố mình. My cũng rất là lo, bởi vì cái bệnh tiểu đường, như các bạn biết, nếu chúng ta không hỗ trợ và điều trị kịp thời, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả khôn lường mà chúng ta không thể ngờ được. Ví dụ như là bệnh tim này, rồi thì bệnh thận này, rồi thì bị tê bì chân tay, rồi thì bị rối loạn thần kinh, hoặc nặng nữa là chúng ta có thể bị mù lòa, rất là nghiêm trọng. Và My cũng rất là hoang mang, rất là lo sợ khi biết mình bị tiểu đường do gen di truyền. Và My đấy cũng đã tìm hiểu và xin ý kiến của tất cả các bác sĩ. Và đặc biệt vừa rồi là My có đọc ở trên một trang báo, một tờ báo rất là uy tín, đó là báo Dân Trí, nói về cái sản phẩm hạ khang đường. Và My thấy là hạ khang đường đã chiết xuất từ thảo dược, ví dụ như là dây thiều canh này, hà thủ ô này, rồi thì mướp đắng. Đó là những thảo dược của thiên nhiên dùng rất là tốt, rất là an toàn và rất là hữu hiệu cho cái bệnh tiểu đường. Và My đã dùng hạ khang đường một tháng trời nhé. Sau khi My dùng hạ khang đường một tháng thì các bạn biết rằng là tất cả các cái triệu chứng như tê bì, rồi thì đau nhức, rồi thì mệt mỏi, và đặc biệt là đi tiểu đêm là My đã hết. Hạ khang đường không những nó chỉ dừng lại ở một cái việc là chữa tiểu đường, mà nó còn tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm, và đặc biệt là tốt cho cái hệ tiêu hóa, tốt cho hệ tiêu hóa và làm thải độc hết tất cả những cái độc trong cơ thể của chúng ta. Các bạn, chúng ta hãy tìm hiểu cái sản phẩm hạ khang đường để dùng. Và My thì My thấy là dùng hạ khang đường nó rất là yên tâm, được cái là nó không có tác dụng phụ, đặc biệt là về dạ dày, về gan là không có ảnh hưởng gì hết, rất là tuyệt vời luôn. Và My thấy là dùng rất là hữu hiệu, và một ngày thì My dùng 2 lần, mỗi một lần là 2 viên. Các bạn biết rằng là các bác sĩ, chuyên gia y tế của chúng ta hiện nay đánh giá rất cao về hạ khang đường đang có bán ở trên thị trường. Và My là một cái người đã từng trải nghiệm hạ khang đường rồi. My cũng khuyên tất cả chúng ta, nếu như ai bị tiểu đường hoặc là những người thân của chúng ta bị tiểu đường, thì chúng ta có thể tìm hiểu và tin dùng cái sản phẩm hạ khang đường, nó rất là hữu hiệu. Biết đâu đó hạ khang đường lại mang đến cho chúng ta một sức khỏe tốt. Một lần nữa chúc các bạn may mắn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.